Ngọc Châu xuất hiện như búp bê, vẫn đắt sâu ầm ầm giữa lùm xùm về bằng cấp. Giữa lúc dân tình đang nổ ra tranh cãi gây gắt về bằng đại học, Hoa hậu Ngọc Châu vẫn giữ im lặng và xuất hiện tại các sự kiện. Sau thời gian bùng nổ truyền thông khi tham gia Miss Universe 2022, Hoa hậu Ngọc Châu về nước và vướng phải lùm xùm không đáng có. Netizen bất ngờ phát hiện Ngọc Châu hiện vẫn chưa hoàn thành việc học tại đại học. Hiện tại, nghi vấn này đang là đề tài sôi nổi trên các diễn đàn sắc đẹp. Cô nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều trước sự việc này. Về phía Hoa hậu Ngọc Châu, cô giữ im lặng trước vụ việc và vẫn xuất hiện chạy sâu giữa tầm bão dư luận. Mới đây, người đẹp vừa có màn tái xuất với diện mạo long lanh như búp bê sống. Nàng hậu diện tầm dập hoa nổi màu sắc, mang đến diện mạo ngọt ngào đậm chất thơ. Cô cũng trung thành với tông trang điểm nude và kiểu tóc xoăn bồng bềnh. Nhìn Ngọc Châu như một búp bê Barbie sống khiến người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi. Hiện tại, Ngọc Châu vẫn chưa có bất kỳ động thái hay phát ngôn đính chính nào về nghi vấn khai gian bằng cấp.